Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, do mưa lớn trên thượng nguồn sông Đồng Nai, cộng với việc thủy điện sông Đồng Nai nằm xả lũ và sự cố công trình thủy điện Đắc Ca đã khiến cho mực nước sông Đồng Nai dâng cao, gây lụt nặng trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vào đêm 8 tháng 8 năm 2019. Thống kê sơ bộ, có một người đàn ông ở xã Phú Tịnh bị nước cuốn mất tích, một trại gà bị chết 100.000 con, 50 bè cá bị trôi. Chiều ngày 9 tháng 8, tại ấp 4 xã Nam Cát Tiên, vùng bị ngập nặng nhất của huyện Tân Phú nước đã rút nhưng vẫn còn khá cao. Nhiều khu vực đường bị chia cắt, xe máy không di chuyển được, người dân phải dùng máy cày để di chuyển người và phương tiện. 3:30 là nên không kịp trở tay luôn đó. Gà không bắt được, chứ có sơ được vài con heo thôi. Trong đêm 8 tháng 8 và sáng 9 tháng 8, các lực lượng chức năng huyện Tân Phú đã di dời hơn 700 hộ dân của các xã bị nước lũ bao vây, ngập sâu lên vùng an toàn. Cái này là nó 10 năm nay rồi, cách 10 năm nay rồi, năm nay mới có một lần. Chứ không phải là năm nào cũng như năm nào. Cũng có nhà thì dân quân rồi là cơ động người ta đến ra vận động, người ta chạy hỗ trợ. Nhưng cũng có nhà thì người ta tự động, chủ động người ta đi. Như tôi là tôi chủ động đi vì đồ đạc của tôi là không có mấy. Nhưng mà một số bà con là người ta có đồ, có lúa, có heo, có gà nhiều. Thì là dân, xã người ta cử cái đội cơ động. Đúng như thế là hỗ trợ chuyển, di chuyển. Bà con bảo đâu thì người ta chuyển đến đấy cho người ta.